Ngày 17 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết, vào ngày 28 tháng 4 sẽ xét xử vụ án vi phạm quy định về an toàn nơi đông người liên quan đến bị can Nguyễn Huỳnh Như, sinh năm 1997, giám đốc công ty mỹ phẩm Đông Anh, phường 7, thành phố Bạc Liêu. Như bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bạc Liêu truy tố về tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người theo khoảng 1.295 Bộ Luật Hình sự vì làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho nhiều người. Điều đáng nói, trong thời gian bị tri tố cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng bị can Như vẫn rời khỏi địa bàn cư trú, đi tham quan du lịch nhiều nơi ở ngoài tỉnh. Cụ thể, vào ngày 12 tháng 4, Như phát trực tiếp trên Facebook cá nhân đi chùa ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang với dòng trạng thái đi chùa bà Châu Đốc trả lễ. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Như cũng phát trực tiếp trên Facebook cảnh đi cùng gia đình và nhân viên ở ngoài địa bàn tỉnh Bạc Liêu với dòng trạng thái dẫn dàng nhân viên đi chơi Châu Đốc Đà Lạt. Ngày 10 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch, như đăng ảnh chụp tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ cùng dòng trạng thái Chúc tình yêu của tôi có một ngày dỗ tổ Hùng Vương vui vẻ bên gia đình và người thân. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ diễn ra tại thành phố Cần Thơ từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 4 vừa qua. Điều này cho thấy như phải có mặt tại thành phố Cần Thơ những ngày này mới chụp được những hình ảnh tại lễ hội. Trước đó, trong hơn 4 tháng bị khởi tố, truy tố, trên trang Facebook chính chủ của mình, Nguyễn Huỳnh Như cũng phát trực tiếp nhiều cảnh được cho là ngoài địa bàn thành phố Bạc Liêu, song chưa được kiểm chứng. Chiều 16 tháng 4, trao đổi qua điện thoại về trường hợp Nguyễn Huỳnh Như tự ý rời khỏi địa bàn cư trú, ông Trịnh Thanh Dự, trưởng công an phường 7 thành phố Bạc Liêu nói: "Để tôi kiểm tra, rà soát lại. Như báo Người Lao Động đã thông tin, trong thời điểm tỉnh Bạc Liêu đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt theo chỉ thị 16, như đã không tuân thủ các quy định mở cửa công ty hoạt động, trong khi công ty này thuộc trường hợp bị tạm dừng hoạt động. Trong thời gian này, Như mắc Covid-19 và lây lan cho nhiều người, trong đó có 4 nhân viên công ty mỹ phẩm Đông Anh. Ngày 23 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, xác định có 7F0, 31F1 và 68F2 liên quan đến nữ giám đốc công ty mỹ phẩm này. Trong quá trình điều tra, Công an thành phố Bạc Liêu xác định hành vi của Như gây thiệt hại 180 triệu đồng do phát sinh chi phí phòng chống dịch.